Top 3 loại trụ implant phổ biến nhất hiện nay bạn nên biết. Chào các bạn, tôi là bác sĩ chuyên khoa cấy ghép implant tại hệ thống nha khoa Lạc Việt Intech. Trồng răng implant hiện nay được xem là phương pháp tối ưu giúp lấy lại những chiếc răng đã mất một cách hiệu quả. Mỗi loại trụ implant đều có xuất xứ từ những thương hiệu khác nhau và mỗi thương hiệu đều có những công thức bí mật để tạo nên tính ưu việt riêng cho các sản phẩm của mình. Và hôm nay thì hãy cùng tôi điểm tên 3 loại trụ implant phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Đầu tiên là loại trụ implant Nobel Biocare của Thụy Điển. Là loại trụ implant có chất lượng tốt nhất trên thị trường hiện nay, được bảo hành vĩnh viễn. Nobel là một dòng implant rất thành công trên lâm sàng trong mọi trường hợp xương và phù hợp với mọi quy trình lâm sàng, kể cả những trường hợp rất khắt khe như là tải lực tức thì ở vùng răng thẩm mỹ hay là khi đã lành thương cũng như vừa mới nhổ răng. Và đặc biệt thì loại implant này có sự hỗ trợ của công nghệ định vị X-Guide, định vị mũi khoan bằng GPS, chính xác gấp 11 lần so với phương pháp phẫu thuật thông thường. Thiết kế của Nobel có bước gen kép cùng với rãnh gen sâu tăng khả năng tích hợp ăn nhai. Khớp nối hình tam giác vững chắc được cá nhân hóa theo từng bệnh nhân, giúp implant chặt chẽ, chịu lực tốt nên cấy loại trụ này thì có thể phục hồi hầu hết các chức năng sinh lý của răng. Thiết kế vùng cổ theo công nghệ V-Ren làm tăng tiếp xúc bề mặt xương, giúp implant bám chắc chắn, không xô lệch, tỷ lệ đào thải thất bại rất nhỏ, có khả năng chịu lực tức thì. Bề mặt titanium oxit nhám vừa phải của T-Unit kết hợp với thành phần tinh thể phốt pho cao và phủ một lớp màng sinh học T-Unit, dẫn đến bề mặt tiếp xúc xương implant và sự khoáng hóa cao cũng như là sự điều hòa theo hướng gia tăng mạnh các phân tử quyết định. Thời gian trung bình chờ đợi trụ tích hợp xương khoảng 2 tháng. Phương pháp phục hình răng sứ thì được kết nối theo cách thức cá nhân hóa kết hợp với customize, thiết kế tùy chỉnh phù hợp với vùng xương và đường viền lợi của từng khách hàng. Tiếp theo là trụ implant Superlight. Trụ implant Superlight thuộc top 10 loại implant tốt nhất trên thế giới, được sản xuất tại Mỹ, có thiết kế thuôn nhọn, phân phối tải lực đều, tạo sự ổn định khung xương hàm. Phần kết nối trụ và abutment có cấu trúc 10 vòng xoắn dạng hình nón, cổ lục giác ở giữa được thiết kế dài hơn, vững chắc hơn, tạo ra sự khít sát lên giữa implant và mối nối, giảm thiểu sự chênh lệch của khớp nối và implant. Bề mặt trụ được xử lý bằng công nghệ SLA, tức là implant sau khi được xử lý bằng công nghệ EA sẽ được hãng chủ động phủ ra ngoài một lớp TI6AL4V cộng AS, có cấu trúc giống hệt như xương người. Và dưới kính hiển vi điện tử thì bề mặt SLA gồm các đảo tế bào nhân tạo, có tác dụng kích thích sinh xương và hướng dẫn tạo xương, chủ động thu hút và kích thích các tế bào tạo xương phát triển. Chính vì vậy thì trụ implant có bề mặt SLA sẽ tích hợp xương nhanh hơn, ổn định hơn, bền vững hơn và chắc chắn hơn. Xử lý vùng cổ implant theo công nghệ platform switching có khả năng kháng lại tiêu xương ở vùng cổ và cảm biến ăn nhai tốt, tuổi thọ kéo dài, ăn nhai ổn định chắc chắn gần như răng thật. Thời gian tích hợp xương thì khoảng 2,5 tháng. Phương pháp phục hình răng sứ thì là phục hình bắt vít và thời gian bảo hành là 20 năm. Cuối cùng là trụ implant Neo Active. Đây là dòng sản phẩm được ưa chuộng của tập đoàn nha khoa thế hệ mới Biotech Korea. Đây là dòng implant nha khoa thế hệ mới, an toàn, êm ái, đa dạng, thẩm mỹ và thành công cao. Trụ implant Neo Active có phần liên kết giữa trụ implant và khớp nối abutment hình tam giác, giúp kết nối tốt và bền chắc hơn, tránh khả năng nhiễm trùng sau khi đặt trụ implant. Với thiết kế hình dạng các gen tích hợp xương chủ động vào xương hàm, giúp cho răng implant ổn định ngay từ ban đầu. Và là dòng thế hệ xuất xứ Hàn Quốc duy nhất được xử lý thế hệ thứ 3 về công nghệ xử lý bề mặt SLA, tạo bề mặt lỗ rỗ như san hô, tạo các hang ổ nhỏ trên bề mặt, giúp các cái tế bào tạo xương có nơi trú ngụ, bám dính, liên kết chặt chẽ. Bề mặt sẽ phủ lên một lớp màng sinh học có cấu trúc vi sinh, có đặc điểm xương tương đồng với lại xương người, giúp kích thích tái tạo mạnh mẽ các tế bào tạo xương xung quanh implant. Từ đó thì quá trình tích hợp xương diễn ra một cách nhanh chóng và bền vững, ổn định lâu dài. Vùng cổ có nhiều rãnh siêu nhỏ giúp hạn chế tiêu xương và implant được cố định chắc chắn, không bị xô lệch. Lớp gen này thì dày chỉ có 0,9 pit, tăng cường sự ổn định và sự tích hợp trụ implant vào xương, duy trì kết quả lâu dài. Thời gian trung bình chờ đợi trụ tích hợp xương mất khoảng 3 tháng và phương pháp phục hình răng sứ là phục hình lai. Đây là loại phục hình răng sứ trên implant lai tạp giữa phục hình gắn xi măng truyền thống và phục hình bắt vít, là kỹ thuật thường được các nha khoa hiện nay sử dụng và thời gian bảo hành là 15 năm. Tổng kết lại video ngày hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với các bạn 3 loại trụ implant phổ biến nhất hiện nay. Đó là trụ implant Nobel Biocare, trụ implant Superlight và trụ implant Neo Active. Và đặc biệt các bạn cần chú trọng vào việc lựa chọn nha khoa uy tín, đảm bảo chất lượng điều trị cho mình. Bạn đừng ngần ngại liên hệ với nha khoa Lạc Việt Intech để được tư vấn và thăm khám bởi các bác sĩ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi. Cảm ơn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại.